thử thách để tất cả mọi thứ ở chế độ mặc định phẳng hết mà vẫn hát được karaoke hay thì xem cái loa này như thế nào nhá. Nó sẽ rất khó đấy, nếu như loa của những anh em mà anh em để ở mặc định, em khẳng định là sẽ gần như không hát được và rất là khó hát. Thế nhưng ngày hôm nay ở đây đối với một đôi loa cao cấp JBL 4 số, mà thường thì anh em vẫn biết rằng là đối với những đôi loa JBL 4 số thì là những đời cao của JBL, thì đôi JBL này lại làm được điều đó, để mặc định hết nhá, để mặc định hết. Đây em sẽ để anh em cùng thấy. Đôi loa này là một trong những đôi loa mà em Tuấn đang có, nó rất là đẹp, đẹp long lanh luôn. Đó, đẹp. Đó. Trong khi đó thì đôi loa này thì em sẽ kết hợp để chạy được với đôi loa này thì anh em nên chạy cho mình với một chiếc crown từ 2400 trở lên nhá. Anh em lưu ý là chạy với một chiếc crown từ 2400 trở lên. Vang thì em đang sử dụng con AAB K9900 của AAB, con này giá cũng rất là cao rồi. Mic thì em cũng đang sử dụng một cái chiếc mic cao cấp LXM5 của DP Acoustic. Đây. Một cái sản phẩm mic cao cấp cho nên anh em nhìn thấy cái độ sang trọng của cái sản phẩm nó rất là ok. Sản phẩm này thì đang được kết nối với máy tính cho nên là anh em sẽ thấy nó đang báo kết nối với máy tính, thì chúng ta sẽ đi đến đây. Đây là cái phần mềm máy tính của sản phẩm nhá. Đầu tiên chúng ta phải thấy là mic music để mặc định này. Mic mặc định hết này. Mic 2 cũng mặc định này. Đầu ra main L và main R đều để mặc định hết. Đó. Thế thì khi để mặc định như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái chất lượng âm thanh như thế nào? Ở đây thì là cái giọng thật mà ngoài đời em đang nói. Đó, giọng thật của ngoài đời em đang nói. Và đây là cái giọng thật mà ở trên cái con loa này đang để ở chất lượng mặc định hết, cũng đang phát được ra tiếng. Thì anh em cũng đang cảm nhận được thấy là nó đang chuẩn cái giọng của em gần như đúng 100%, gần như đúng luôn. Và nếu có phải chăng thì sẽ gần như không phải can thiệp EQ là mấy, chỉ có một chút cái tiếng thôi. Nếu anh em mà giọng thanh một tí, ví dụ giả sử như bản thân em là người giọng thanh bị, thì sẽ giảm một chút ở cái giải thẻ khoảng độ 4k một chút, hoặc không có thì sẽ giảm một chút. Cái em đang nói thì em cũng cảm nhận được với đôi tai mà chúng em làm nghề nghe quen thì em cũng đang thấy được cái âm nó đang hơi bị ô ô một tí, nó hơi thưa ở đến một tí xíu, chỉ giảm khoảng độ 0,5 decibel ở cái khoảng tần số này. Thì em khẳng định với mọi người là đôi loa này nó khi kết hợp với cái chiếc mic như thế này nó sẽ đảm bảo được cái tiếng rất là hay. Và để có được một đôi loa và kết hợp được một cái mic mà gần như không phải cân chỉnh như thế này, đã có được cái chất lượng âm thanh tốt như này rồi, thì âm thanh như vậy đó mới là hay. Và đương nhiên là để làm được điều đó thì phải loa xịn, mic xịn, vang xịn và đầy xịn thì nó mới trung thực và sắc nét được như thế này. Ok, anh em cùng đi cảm nhận một chút cái âm thanh sắc nét về giải lời, giải mic và âm nhạc của cái đôi loa này khi kết hợp với combo này nó đưa ra được như thế nào. Thì nếu mà anh em xét được thì cái con vang này nó cũng có cái tiếng vượt cũng khá là hay anh em nhé. Cái vượt nó cũng rất hay, chỉ xem nó cũng rất là nhuyễn chứ không phải là không. Cho nên là một con vang đắt tiền đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt, mặc dù đang là mặc định. Gặp nhau khi cả hai đang còn trên vương.
vô đây. Có thể nói là nếu như một con vang mà hát ở cái chế độ mặc định chỉ cần pha một chút effect như vậy mà chúng ta đã cảm nhận được cái chất tiếng rất là chân thực, rất là nét, rất là sắc, thì một cái sự lựa chọn rất là tốt đối với đôi loa này khi kết hợp với chiếc mic của DB và vang của AAB. Một lần nữa rất là chân thành cảm ơn anh em đã qua theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip lần sau. Xin chào mọi người.